đấy cũng là một cái sự lệ là cũng phải tìm hiểu kỹ đấy. Và nó sẽ là trong một cái chương trình lễ hội nó diễn ra trình tự như thế nào? Từ trước giờ nó cứ thuần thục như thế thôi. Còn nếu bảo là trở thành một cái kịch bản hoặc một cái kế hoạch thì các anh có khi nói một cái anh làm được. Như đâu bảo ra bây giờ là ghi như thế này thế kia thì từng bộ phận một lắp ráp đại hơn ở trong cái kịch bản của tổ chức lễ hội Đình Thành Nỗi rồi. Anh làm nhiều lắm ở đây mà. Thắng đây ạ. Đây đây, dạ chào. Dạ chào. Tí nữa anh làng quê bảo... Thành Nỗi là một làng cổ nhá các bạn nhá. Làng quê Thành Nỗi là cũng là một làng đông dân nhất nhì của Cẩm Giang xưa và Cẩm Giang nay đấy. Anh và anh cứ giới thiệu với em là trên dưới khoảng 7.000 hộ đấy. Ừ. Đông thế nhỉ? Một cái làng quê anh, rất là đông dân. Và anh cứ giới thiệu này em là bạn con rể của nhóm Khởi. Nhá. Xong rồi là em ở tạp chí báo văn hóa thể thao của Hải Dương. Còn em giới thiệu các bạn này làm như nào, làm nào, ghi thế nào nhá. Em nhá. Dạ, ok. Đấy, hôm nay giờ là chúng ta đang vào các cụ các bác đang tập luyện tuồng. Đấy. Đây là một môn nghệ thuật truyền thống của quê hương địa phương. Đấy, bây giờ anh em chúng tôi chào các cụ các bác nhá. Đấy, đây, các cụ các bác các bà đang chuẩn bị để tập luyện này. Môn nghệ thuật tuồng là môn nghệ thuật truyền thống của vùng quê Thạch Nỗi nha. À, đây. Chị Tiên ơi, và nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ. Anh Diệp ơi, em cứ giới thiệu về các anh các chị trong đội văn nghệ quần chúng thôn Thạch Nỗi nè. Hôm nay thì nhân dịp bên lễ hội thì Thạch Nỗi của mình vào 12 tháng 2 âm lịch theo cổ truyền của mình. Em giới thiệu với tất cả các bác, đây là bạn con rể nhà ông Nguyễn Đắc Khởi, hiện đang làm ở tạp chí văn hóa thể thao của tỉnh Hải Dương. Hôm nay có về là chung vui và dự cái lễ hội của đình, sau đó để đến đây để ngắm xem trích dẫn cái cảnh tập tuồng của đội văn nghệ quần chúng thôn Thành Nỗi thì mà làm thế nào để tô lại những cái nét đẹp của quê hương Thạch Nỗi mình, trong đó có tất cả cái sự đóng góp của các ông các bác các anh các chị và sự đóng góp của anh em của mình để làm thế nào cho nó giữ gìn cái nét đồ xưa. Đấy, cho đồng chí Giang sẽ giới thiệu hai cái bạn. Báo cáo các cô chú thì cháu là quê hương Cẩm Giang, cháu ở Nghĩa Phú Cẩm Vũ, quê hương của khu Tân Tĩnh ạ. Vâng, thì cháu thì công tác ở trên chỗ tạp chí văn hóa, đang lịch về thuộc sở văn hóa, thì cô cũng vào chỗ phòng cháu rồi. Thì hôm nay thì quê lễ hội của làng mình thì cũng như là cái tuồng của mình ấy, nó có cái nét riêng. Báo cáo với cô thì hôm trước mà cháu về Gia Lộc, cái tuồng cổ Gia Lộc ấy cũng tìm hiểu cùng với di sản, nhưng mà cái tuồng cổ thì chắc là cô cũng hiểu nó khó lắm. Đến giờ nó cũng không diễn tả được. Nên cái tuồng của mình thì được sự giúp đỡ của cô chú, đến bây giờ thì cũng phát triển rất là tốt. Dạ. Thì nay thì rất chi là có một cái là chỗ xin gạo. Vâng. Thì bọn cháu công tác thì ngành dọc, anh rất là nhiệt tình, cũng như là cũng có một cái niềm phong trào văn hóa văn nghệ của quê hương. Thì hôm nay xin phép các cô các chú ạ, chúng cháu sẽ lấy hình ảnh vào quay một chút. Thì các cô các chú mình cứ diễn rất tốt dưới sự chỉ đạo của cô. Dạ. Thế có cần phải quần áo không? Thì dạ có. Nếu mà trang phục thì càng tốt ạ. Đấy, vì cũng có trang phục rồi. Dạ, vì bọn cháu sẽ ở buổi chiều nay thôi. À, thế à? Tối không dự. Dạ, xin phép vì các bạn ấy ở xa. Dạ, cháu. Thế thì sẽ có trang phục. Dạ vâng, mình cứ làm sao mà nó rất tự nhiên và trang phục nó một chút thật đấy. Dạ, để bọn cháu vừa ghi hình cũng sẽ lên bàn. Tối hôm nay xong là cảnh Hải Dương lại có phục Thạch Nỗi. Dạ, chứ thế cho nó sướng. Dạ, kênh Hải Dương thì nếu phản ánh thì chắc chỉ được chưa đầy một phút thôi. Nhưng mà kênh của các bạn này sẽ khoảng 45 phút.
các cô cứ làm sao mà dạ cố làm sao mà diễn được nó thật nhất, nó đúng cái chất của mình, đúng theo chất của thầy đó ấy. Dạ, có thế là đúng không? Dạ. Rồi học vâng. Thế đi đấy, các bác đang chuẩn bị này, chuẩn bị trang phục này, để bước vào biểu diễn này. tập luyện bước vào tập luyện. Em ơi vào đây uống nước đi anh chị em ơi, vào đây uống nước, tất cả anh em mình vào nhà uống nước, uống nước tập. Rồi xem nước mà em nghe nó chỉ là 5-6 phút được, nó bảo nói chuyện mà biết được chỉ được khoảng đấy, là xem chỉ 5-6 phút biết thêm được 10 phút. Con tôi chỉ nói là học đến 7 mấy chị diễn chuyện cứ thoải mái đấy. Thì cô có nhớ được những vở gì như là Thanh Gương Cô Đô Đốc này, Ba Tư Công Chúa này, rồi thí dụ như Ngọn Lửa Ông Sơn, tất cả những vở là cô cũng đã được diễn hồi còn trẻ rồi. Thế nhưng cái năm tháng đấy thì cái điều kiện diễn của mình như thế nào? Dạ, cái năm tháng đấy thì điều kiện diễn nó tốt hơn bây giờ, tại vì có các thầy ở trung ương dạy. Đoàn các cô thì được học bài bản hơn các chị em bây giờ. Chị em bây giờ là chị có tên về hỗ trợ, chị em cũng tự còn cô là có các thầy chuẩn bị diễn toàn quốc, thì cô vào trong đó thì cô có tham gia gì? Dạ không, ở trong miền Nam không có ạ. Ở trong miền Nam không có một cái chương trình gì vừa cải lương ấy, thì cô mới lại vào trong đấy bận rộn, cô tham gia về làm nhé. 20 năm mới được cải lương, chị em một buổi đấy. Anh giữ muốn ngồi chứ. Anh ngồi ghế để tâm sự luôn cho nó cũng là một cái câu chuyện đấy. Thì cứ 3 ngày đi làm thôi, về còn nhớ được chút xíu thôi, một thế bây giờ đâu cô thử tức là không cảm thấy cô thì ngồi cô thể nhận một cái đoạn đúng không? Đến lại và coi hồ mã ơi, trăng thương hải bóng đẩy sẽ ngừa dặm quân hà vực phải chia hai nước thôi tâm thần tự sinh đông dân ơi yêu chung ăn còn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bây giờ hát là không được bằng như trước, hát theo đúng tông nhạc rồi hơi thấp, nhưng mà bây giờ hát là hát tự do cho nên nó vậy rồi, thế này là mấy rồi. Nếu mà hát tập á là phải hát đúng tông nhạc, nhưng mà các cô hát tự do thì thôi bây giờ có thể là sao đâu. Thế là hôm nay là mình là tập một giờ gì? Không cần nói. Bọn các cô hôm nay là tập của gia đình chị Ngộ để làm một cái tiểu phẩm gọi là thứ sáu để cho nó hết một buổi tối. Vai tiểu phẩm này cô là vai gì? Cô là me tây. Đây là thủ bán. Cô là thằng Mai. Cô đóng vai thằng Út. Thứ sáu có hai nhân vật thôi. Dạ. Chị bạn thì nhớ cô với anh là chị đã. Thế là khoảng bao nhiêu phút? Chị bạn là 5 phút. Nhiều có đủ không? Vì tuần rất dài. Mà chị Ngộ chỉ bao tâm ra một tiếng. Khoảng tiếng thì bỏ kia đi. Tính ra xin tiếng nữa. Dạ, lấy nó phải tầm đó thì nó mới thể hiện hết được cái vở diễn. Còn những cái vở trước mà còn cô mà nếu mà tập cả vở thì phải có 2 tiếng hơn 2 tiếng. Có mấy đại vở Văn Hồng Sơn này, mấy đại Trưng Chắc Trưng Nhị ấy. Cô mà 6-7 vở cô mà không phải đi đâu. Cô tập rất nhiều rồi. Năm nay bọn các cô là 26-27 năm rồi. Vào từ năm 97 đến 8 rồi. Bây giờ hiện tại câu lạc bộ của mình có bao nhiêu? Có hơn 20 người. Bao năm rồi? Cả nhà công ấy mà. Dạ. Bao nhiêu rồi? Tháng năm rồi. Cả nhà công của mình. Đó, cả nhà công, cả diễn viên mình vào cả hai nhà. Thế là 5 người sinh viên trên tỉnh hỗ trợ mình được. Dạ, không có gì cả. Các cô chung là các cô chỉ muốn đã đi làm tập với nhau là thích tập. Đội này là đội văn nghệ quần chúng thì gì? Dạ. Sợ các cô là yêu nghệ thuật buồn thì các cô nào đi hội diễn thì lại chẳng với văn hóa của dân tộc tôi. Không phải vì là bây giờ hiện tại là đang các cô là đang được lưu giữ cái gì di sản phi vật thể của hàng năm là đều có để quá tuổi là lúc mà bọn cô là có câu lạc bộ Tuồng thì là năm 2020 là có huyện và tỉnh cũng chỉ đạo về là 3 tháng lớp truyền dạy thì là hôm ấy là tổng kết thì là có tỉnh và huyện cũng thấy thì đâu cũng huyện là cũng đâu được 2 năm hay 3 năm cho các cô 5 triệu một năm. Thế nhưng mà từ hồi thì là bây giờ không có gì cả, bây giờ chỉ gọi là cái yêu nghệ thuật Tuồng thì gọi là rủ nhau gọi là để vui để giữ lại cái truyền thống của các cụ xưa từ xưa này lại thôi, chứ còn chả có một cái gì xã chả cho một đồng nào, mà bây giờ huyện thế mà cấp tỉnh cũng vậy. Cái này cái mình câu lạc bộ mình bao nhiêu người để không lại như có mỗi 2 bác thì một bác cũng chết rồi, còn một bác thì bây giờ là mẹ của trưởng ban văn hóa xã kéo tay rồi thì bây giờ là bị bệnh thì cái kiểu tay cái thuật ra thế bà là còn một tay trái này thôi. Bà tay hôm nay là bà không lên, nhưng mọi hôm là bà hay giúp cho các cô là tới đây ở cái bà này đấy. Bà là dạy cho bọn cô, còn cô này chỉ tiên là về phụ đạo về nghệ thuật. Còn trước kia là bà ấy là dạy bọn các cô từ năm lớp lâu rồi. Thầy về dạy bà ấy thì bà lại chuyên lại các cô. Các bà ấy thì từ năm 60 hay là gì cơ mà 60 các bà ấy có mười mấy tuổi các bà ấy đã vào. Còn hội chị này là vào 57 nhỉ? 75. Đáng nhẽ chị này là được đi lên trung ương rồi này, nhưng mà chồng không cho đi thế nào. Cái lúc em còn trẻ trẻ. Năm đấy có 16-17 để chồng. Chồng không cho đi thế nào, phải ở nhà. Xinh quá, vì xinh quá. Chị này chị làm giỏi lắm. Năm mới chẳng dám đi đâu. Chị làm trung ương về đón chị, nhưng mà chồng không cho đi, lúc ấy là mới đây chồng nhỉ? Cô đi năm 67 thì cô đi năm 47 chắc là xây dựng gia đình hơn 20 năm nữa. Thế bây giờ là độ tuổi của các ông bà trong câu lạc bộ thì là khoảng bao nhiêu ạ? Từ 6 mấy trở lên đấy chứ. À. Như bọn cô là cũng 67 rồi, bước vào
trẻ nhất là 57, 58 này. Cao nhất thì khoảng bao nhiêu? Cao nhất thì 80 thì... Bà thơ 80, ông Trần hơn 80, ông Trần 8 mấy rồi, ông Trần bên nhạc công là 8 mấy rồi. Thế là bây giờ trong cái vốn tuồng tài sản của các ông bà thì bây giờ nó có khoảng bao nhiêu các tác phẩm mà mình có thể diễn được? Cô là có 7 đến 8, 6, 7 vở là 6, 7 vở. Độ cô nhớ đi thì phụ mà chủ nhân ba là tổng sơn, bốn là căn nguyên căn bé, năm là vợ gì Sơn. Không nhớ tất cả đâu, đâu bảy vợ thì bảy vợ. Còn vợ mới thì các sáng tác thì cô cũng không duy trì được. Tại vì trước mình cũng tập cái năm ấy là hình như có tập đề thám này nhỉ, không cái năm lâu lâu là cũng tập đề thám này, với lại nói thật là các cô thì cũng quên đến những cái năm cái lâu lâu rồi không tập đâu ra bây giờ để đúng rồi, cho nên các cô thích thì các cô lại tập trung vào hội nhà luôn để phục vụ hội Nam thôi. Như hôm nay đi thi ở trên tỉnh hai cô được đoạt giải đúng không? Không, cô thì không, cô là đáng đáng cô đóng cháu đang các anh ấy đang phục vụ này vợ cô này không đóng vụ đấy đâu. Cô lúc ý là ôm mệt cô không tham gia được. Dạ. Còn bọn cô là đóng ở ngoài kia thôi, chị em ngoài kia chị có chị này là được giải thưởng nhỉ? Dạ. Giải thưởng với mấy cô nữa nhưng mà hôm nay đang bận tế ở đây không bàn. Các cô có ra tập thì cứ nó phải ra tập thì cứ ấy thôi. Cái cô là phu nhân của bác. Ok. Đúng má miền Nam. Đúng bảng luôn. Bạn vận của Nam hết đi rồi. Hai ok. Anh đặt cái áo này. Quay áo cái quần áo. Con lên gì nhé. Chỉ được rồi. Áo trắng này giờ đang gọi là là các nghệ sĩ là đang hóa trang để chuẩn bị vào vai diễn. Vừa phải lỏng quá là đến rơi. Vì chân đang bị đau. Chân đau. Không cứ nói thôi. Không, cứ ngồi nói thôi. Đấy, các bác đây là toàn nên chức ông chức bà cả rồi đấy, nên là nhưng mà vì cái niềm yêu nghệ thuật truyền thống của quê hương nên là các bác ấy vẫn rất là hăng say và yêu cái tập và diễn. Nghệ nhân này còn từ miền Nam, nghĩa là tỉnh Bình Dương ra và diễn hội làng đấy. Cô tên là gì hả cô? Dạ, cô là Vũ Thị Ngư. Vũ Thị Ngư, dạ. Cô ở người nàng đây nhưng mà sinh sống trong miền Nam ạ. Sinh ở trong đấy. Sinh ở đây. Thế là cô gắn bó với cái nghệ thuật tuồng này bao nhiêu năm rồi? Được khoảng từ năm 15, 16 tuổi đến năm hai mấy tuổi đấy. Xong đến có hơn 40 tuổi. Già rồi mà này. Đến cái thời gì mà cô cầm vào đây cô cũng thấy còn tham gia. Cô cầm vào trong miền Nam cũng tham gia. Và mấy 20 năm nay là cô không có tham gia gì hết. Nhưng mà cô vẫn giữ được cái niềm yêu thích đúng không? Nhớ phong pháp thôi. Thôi nhỉ, thế thì mọi người đi ra tập đi nhỉ? Vâng, ra tập đi.
Chúng ta vừa quay hậu trường một chút nha. Bây giờ để các bác và các quý vị khán giả ra xem các nghệ nhân nàng hát tuồng Thạch Nỗi tập luyện và như thế nào nha. Đây đây là đây, đã phục trang là lính Pháp đây rồi. Đây, chắc chắn đây là lính Pháp đây rồi. Không thể pha khác được rồi. Vâng, Tây đấy. Vâng. 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 Đấy. À, các bà đang hàng xóm sang đây ạ. À, đang đây các bà ở hàng hàng xóm. À, đây sang ngồi xem các nghệ nhân biểu diễn nha. Cứ mic cho nó to. Cứ cho mic mở to to đấy. Nín tây nhưng mà này nghe điện thoại rất hiện đại nha. Đây là quay hậu trường. Quay hậu trường. Anh tài anh. Đây, chúng ta đang xem hậu trường của các nghệ nhân nàng tuồng Thạch Nỗi nha, đang tập luyện để đồng chí ơi, bà con xóm làng ơi, các đồng chí ơi, các đồng chí ơi, bà con xóm làng ơi, đồng chí tài, đồng chí tài đây thế này, đứng đây là được rồi, đứng đây không phải chạy nhiều. Đồng chí tài đã hy sinh vì vậy bây giờ chúng ta đưa anh về nơi an nghỉ ở đằng kia, chứ không phải cuối cùng. Anh Tài đã hy sinh vì đất nước này. Vậy bây giờ làm như thật luôn. Vô vào thì chết luôn đấy. Chống nhị tân chống chẳng kia ok là ở ngoài ghế hết rồi. Rồi không sao. Cái nhô ra không mang mà. Bé mà đã anh mà đang thấy ở ngoài nó đang nhạc tí. Thế có cái cán cờ chưa để cái lúc mà cuối cùng này. Ôi trời ơi, cái cán bằng thế. Thôi, bây giờ nó cũng thấp chứ đi đâu được cao. Thôi được rồi, để xe lấy. Thùng thang không cắt lắm. Đá đồng, đá ra hai múa không chồng. Cống tử tức, nhanh tắt như gia đình bảo vệ. Châu con đều tận ý xin lắng. Tiếng xã hội cũng làm chọn mẹ. Cho gọn để má còn ra đồng thăm lúa đây. Dạ.
cán bộ. Việc kháng chiến không hề kêu gian khổ. Việc gia đình má cũng hết sức chăm lo. Nín đi con, để má vào du con hổ. Rồi anh vẫn còn mềm sao? Anh cố gắng ăn vào cho khỏe để cùng làm chúng tôi. Chư Ngô này, tôi giao cho anh chăm sóc cho đồng chí của chúng tôi. Chào đồng chí Hòa. Không chào cô đi đâu về sớm nha. Tôi vừa ra đầu phố thấy bọn chúng đi gần sớm quá, tôi vội vã chạy về báo cho gia đình biết. Vừa sáng sớm thì mơ bọn chúng có bảo là chiến giết dân làng có tội mà chẳng thấy xót xa. Cầm đầu làng chúng tôi lúc qua hôm sau đó anh mang xuống góc lò con dẫn đồng chí Hòa chồng con sẽ thập quay đi đồng chí Tài, đi đồng chí Tài. Nhắc đời đi. Có con rụt, con sẽ con rụt.
đây. Ôm thế con rảnh chung này. Ai ra? Đây, ai ra? Ai ra bắt tay giữ tiền cho. Ai ra? Tốt tiền mang về cho vợ cho con. Tốt lắm. Tốt lắm. Thì rồi tao sẽ hưởng cho hả? Mày bảo cáo khái. Cáo nói đây, nhắn cho đồng chí của chúng tao. Các đồng chí ơi, súng giặc không hề lão lúc cách mặt nhau xin chớ nhớ nhung. Các đồng chí có nhớ nhớ cho tôi rằng giữ lời thề với đảng Thủy Chung, chọn ý nguyện dân tranh đấu đây, tranh đấu sâu cho đến chết. Tôi có chết đi chăng nữa thì một con ơi một phút
lắm quá. La xanh rộng xuống, trời ơi sao đây.